Và sau đó thì ông Bảo Hùng Mốc cũng đã có một bữa, phải nói là chiêu đãi cầu thủ Thừa Thiên Huế khi đặt chân lên Vinh. Văn Hiếu. Vừa qua thì Hiếu Hoa qua cô sau những bàn thắng cân bằng điểm số 1-1. Họ đang nắm thế chủ động rất tốt ở tuyến giữa. Tùng Lân rất hay. 2-1. Cú vào hợp bật nhà cực nhanh đã mang về bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ đến từ Đà Nẵng. Và hợp rất hay giữa bộ ba của cầu thủ Hiếu Hoa. Lầm pha đập vẽ đúng là như tranh vẽ của Hiếu Hoa qua cô. Ta sẽ cùng xem lại người đã ghi bàn là ai đây. Đó là Văn Hiếu. Văn Hiếu. Trận đấu quyền cho bóng thuộc về đội bóng đến từ Đà Nẵng. Hiếu Hoa qua cô. Trong đường ra quân của các cầu thủ Hiếu Hoa qua cô, trận này thiếu vắng đi toàn nhóc khi đang bị chấn thương. Và vẫn còn đó cặp bộ ba đang thi đấu tại câu lạc bộ Phú San Đà Nẵng. Đó là được Bảo Văn Hiếu, Hà Văn Sơn và Thanh Tuấn. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu, Phương An Company bảo vệ cầu môn ở bên phải của chúng ta. Trước khi bước vào vòng đấu này thì cầu thủ Phương An đang có 4 điểm và tạm dẫn đầu. Với một trận thắng và một trận hòa, họ ghi 3 bàn và thủng lưới 2 lần. Trong khi đó thì Hiếu Hoa cô cũng có được 4 điểm sau 2 trận với 1 thắng 1 hòa. Họ cũng ghi được 3 bàn và thủng lưới 2 lần. Vừa rồi là cú sút khá nguy hiểm. Đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ Hiếu Hoa qua cô. Rất bất ngờ ngay ở những giây đầu tiên của trận đấu. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Người đá dứt điểm vừa rồi là Hà Văn Sơn cùng bằng áo số 17. Còn như vậy người dứt điểm vừa rồi là số 12 Nguyễn Văn Hiếu. Cầu thủ đã không theo kịp Văn Hiếu vừa rồi là Hai Ngô Jin. Cú đá cắt ngang rất tốt và đánh bại khung thành. Vẫn là càng thủ Hiếu Hoa rất kỹ thuật. Sơn em à, Mai Tùng Lân dứt điểm. Bàn thắng thứ hai đã đến dành cho Hiếu Hoa qua cô. Quá đẳng cấp. Đó là tình huống ra trận của Văn Hiếu. Quá hay. Đó là một tình huống dứt điểm rất đẳng cấp. Tỷ số của trận đấu đã được nâng lên.